ngay lập tức công bố đề thi môn văn vào lớp 10 khi mà chúng tôi có được trong tay và sẽ chia sẻ tới quý vị. Không chỉ vậy đâu, chúng tôi còn đưa ra những đáp án, đưa ra những lời gợi ý cho cách làm bài thi môn này hôm nay. Tất nhiên rồi, tôi sẽ không có khả năng làm được việc đó, vì vậy chúng tôi đã mời tới trường quay ngày hôm nay thầy Phạm Hữu Cường, giáo viên của môn ngữ văn. Chúng ta sẽ cùng làm một chút dự đoán đi ạ. Theo thầy Cường thì đề văn năm nay sẽ rơi vào bài nào ạ? Theo cá nhân tôi thì khả năng là đề văn của Hà Nội năm nay sẽ rơi vào Bếp Lửa hoặc là Lặng Lẽ Sapa của Nguyễn Thành Long. Và lúc này cũng đã là gần 10 giờ rồi, gần hết 2/3 thời gian kỳ thi rồi, và chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem là những dự đoán của thầy Cường có đúng hay không. Và thưa quý vị, chúng tôi cũng có một câu hỏi nho nhỏ là quý vị dự đoán đề thi năm nay sẽ rơi vào bài nào. Chúng tôi cũng đã đưa ra 4 phương án là Bếp Lửa, Lặng Lẽ Sapa, Đoàn Thuyền Đánh Cá và bài thơ Về Tiểu Đội Xe Không Kính. Còn nếu như cả 4 đáp án trên đều không đúng với đáp án mà quý vị đang nghĩ trong đầu thì chúng tôi còn có một phương án khác, đó chính là quý vị hãy comment bất cứ một bài nào, một đề tài nào mà quý vị đang nghĩ tới trong đầu. Còn anh Cường được biết là năm nay thì anh cũng có một bạn đang làm bài thi phải không ạ? Vâng. Nếu như hôm nay không tham dự trường quay với chúng tôi thì anh có đưa con của mình đi thi không ạ? Nếu như hôm nay mà không tham dự trường quay thì chắc là tôi cũng sẽ đưa con đi thi để có thể là động viên và tiếp thêm động lực cho con để con có thể làm bài tốt hơn. Vâng, anh có thể tiết lộ một chút nguyện vọng của bạn ấy năm nay vào trường nào không ạ? Con gái tôi năm nay là đang dự thi ở địa điểm trường Nguyễn Công Trứ, và con nguyện vọng thì con tha thiết muốn vào được lớp chuyên của Chu Văn An, Hà Nội. Ngoài ra thì về trường công lập thì con cũng mong muốn vào được Trung học phổ thông Cầu Giấy ạ. Tất nhiên rồi, chúng tôi sẽ chúc cho sĩ tử bạn con của anh sẽ có được một kết quả tốt được kỳ thi hôm nay. Và tôi cũng phải cảm ơn anh, bởi vì nếu như anh không nói thì tôi cũng sẽ quên mất. Thưa quý vị, ở thủ đô Hà Nội ngày hôm nay chúng tôi sẽ có 2 điểm cầu với 2 phóng viên. Ở trường trung học cơ sở Nguyễn Công Trứ là phóng viên Diện Đàm, còn phóng viên Phương Trinh thì cũng đang có mặt ở trường trung học phổ thông Chu Văn An của quận Tây Hồ. Với các đề thi, anh đã xem đề thi ở thành phố Hồ Chí Minh năm nay rồi ạ. Anh đánh giá thế nào về đề thi năm nay ạ? Theo tôi thì đề thi môn ngữ văn tuyển sinh vào lớp 10 của thành phố Hồ Chí Minh năm nay vẫn là một trong những đề rất là hay, rất là sáng tạo và truyền được cái cảm hứng làm bài cho thí sinh. Hơn nữa thì đề thi của thành phố Hồ Chí Minh năm nay là cũng như là rất nhiều năm trước, tôi thấy là sẽ luôn luôn tiếp cận được với lại cái hướng đổi mới cách ra đề, cách đánh giá theo cái chương trình chương trình ngữ văn 2018, tức là chương trình mới mà lớp 9 năm tới sẽ bắt đầu thực hiện. Mặt khác thì cái đề thi của thi tuyển sinh môn ngữ văn của thành phố Hồ Chí Minh ấy, là một đề mà luôn luôn rất là có nghĩa thời sự. Hơn nữa là nó thường động đến những cái tình cảm rất là thiêng liêng cao cả của người Việt. Ví dụ như là tình gia đình, hoặc là tình cảm đối với lại biển đảo quê hương, đối với lại đất nước. Đó là những cái tình cảm mà theo tôi nghĩ rằng là nó rất là cần thiết, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ, cũng như là đối với tất cả mỗi người dân trên đất Việt. Vì vậy thì những cái cách ra đề của thành phố Hồ Chí Minh ấy, là theo tôi đánh giá là mấy năm nay đều là cách ra rất là hay và sáng tạo. Và đề thi năm nay có làm anh bất ngờ không ạ? Thực ra thì cái đề thi của thành phố Hồ Chí Minh năm nay cũng không khiến tôi bất ngờ, bởi vì trước đó thì Sở Dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tiết lộ một số những cái cấu trúc cơ bản của cái đề thi. Và bên cạnh cái cách ra đề mở thì Sở cũng đã thống nhất rằng sẽ có những cái câu hỏi nó cụ thể hơn, nó rõ ràng hơn để các em có thể định hướng làm bài một cách tốt hơn. Và như chúng ta đã thấy rằng là nếu như đề thi của hầu hết các trường mà tôi có trong tay ở đây, khoảng độ tầm 40-50 trường trên cả nước này, thì hầu hết đều sẽ theo gần như là bám theo cái cấu trúc đề thi Trung học phổ thông quốc gia của Bộ Giáo dục Đào tạo. Tức là vẫn chia 2 phần, một phần là đọc hiểu văn bản, một phần là phần làm văn. Trong đó có công nghệ loại xã hội và công nghệ loại văn học. Nhưng cái đề thi của thành phố Hồ Chí Minh thì chia thành các câu, và cũng có thể là các câu đấy vẫn theo đúng cái hướng là chúng ta hướng đến cái định hướng là thứ nhất là các con có thể đọc tốt, thứ hai là các con có thể viết tốt. Thế thì trong cái phần đọc ấy, là hướng đến cái phần đọc hiểu văn bản, và với tất cả các cái mức độ là nhận biết, thông hiểu cho đến vận dụng. Rõ ràng là có rất nhiều những kỹ năng mà các sĩ tử thành phố Hồ Chí Minh cần phải có được để có thể làm tốt được một bài thi văn, phải không ạ? Và chia sẻ với anh Cường là ngày mà tôi còn đi thi thì tôi sợ nhất 2 điều. Đầu tiên là trời mưa sẽ khiến mình bị ốm. Còn điều thứ hai là chẳng may bút hỏng thì mình không làm được bài. Theo như dự báo thời tiết thì ngày hôm nay thủ đô Hà Nội có mưa. Thế nhưng khi mà đoạn đường tôi đi làm từ nhà tới cơ quan thì trời rất mát mẻ. Còn thực tế thì ngay
Thế bây giờ ra sao? Xin mời phóng viên Diện Đàm, mọi người đang có mặt ở điểm cầu trường trung học cơ sở Nguyễn Công Trứ ạ. Xin chào chị Diện Đàm ạ, thời tiết hôm nay có giúp cho chị tác nghiệp đỡ mệt mỏi hơn không ạ? Chào chị Ngọc Anh, xin chào anh Cường cũng như là xin chào tất cả ekip trường quay. Và đặc biệt là xin một gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang theo dõi live stream ngày hôm nay. Hiện tại thì tôi đang có mặt tại điểm thi trường trung học cơ sở Nguyễn Công Trứ. Đây là một trong số 201 điểm thi tại Hà Nội năm nay. Chúng ta có thể thấy là không khí bây giờ thì thực sự là các bậc phụ huynh thì đang ở phía bên này đường, đang đợi các bạn thí sinh hoàn thành xong bài thi môn ngữ văn. Và ở phía bên kia đường thì là rất nhiều các bạn tình nguyện viên đều đang túc trực từ sáng đến bây giờ để mà có thể là hỗ trợ nước này, cũng như là hỗ trợ tất cả những cái vấn đề phát sinh ra mà phụ huynh cần hoặc là các bạn thí sinh cần. Và như chị Ngọc Anh có bảo là điều mà chị sợ đó là trời mưa, tôi cũng thế. Và nhưng mà rất là may đó là trong buổi sáng ngày hôm nay, khi mà chúng tôi đến đây từ khoảng 6 rưỡi sáng thì thời tiết cập nhật đó là khá là mát mẻ. Và cho đến hiện nay thì có thể thấy rằng là trời cũng đang giữ cái trạng thái là mát mẻ như vậy. Tôi nghĩ rằng đây là một cái tín hiệu tốt để mà giúp cho các bạn sĩ tử có thể là có một cái tinh thần làm bài thoải mái hơn, sảng khoái hơn để có thể là tự tin viết văn thật là tốt ạ. Và tại điểm thi này thì cũng là một điểm thi khá là nhiều các bạn thí sinh đến để mà có thể là đăng ký dự thi. Cụ thể thì theo thông tin mà tôi có hỏi được đó là có đến 28 phòng thi, và trong đó thì có 2 phòng thi dự phòng. Có một điều đặc biệt trong kỳ thi năm nay mà tôi nghĩ là thật ra là kỳ thi năm nào cũng sẽ như thế thôi, đó là sẽ có rất là nhiều các bạn thí sinh là có những cái hoàn cảnh đặc biệt, ví dụ như là các con không may bị tai nạn hoặc là bị thương trong gần sát ngày thi. Và năm nay cũng như thế, và cụ thể thì tại điểm thi của trường trung học cơ sở Nguyễn Công Trứ thì có ghi nhận được 2 bạn thí sinh đặc biệt. Ở trong đó thì có một bạn thí sinh đã bị gãy tay gần sát ngày thi khoảng 2 tuần, và một bạn thí sinh khác thì bạn đấy không may là cũng đã bị gãy chân, là một thí sinh nữ ạ. Tuy nhiên thì với bạn thí sinh bị gãy chân thì vẫn có thể hoàn thành bài thi bình thường được, nên là con vẫn được xếp vào trong phòng thi bình thường. Còn đối với bạn thí sinh bị gãy tay và cánh tay mà không may bị thương, đó chính là cánh tay phải, cho nên là sáng nay thì cũng đã được các thầy cô giám thị hỗ trợ đưa vào trong phòng, cũng như là con sẽ có một người bạn đồng hành cùng với mình trong kỳ thi lần này và cũng sẽ xếp vào trong một phòng dự thi dự phòng ạ. Tôi cũng đang rất là tò mò, không biết là liệu rằng là với người bạn đồng hành này thì hai con có thể hoàn thành bài thi thuận lợi không, nhưng mà tôi nghĩ rằng là sẽ tốt thôi, bởi vì rằng là các con cũng đã có những thời gian để mà tập luyện cùng với nhau trước ngày thi ngày hôm nay, và rất là mong rằng là hai bạn sẽ có những cái kết quả thi tốt nhất. Và thông tin thêm cho tất cả quý vị đang theo dõi live stream ngày hôm nay, thì với những thí sinh trường hợp đặc biệt như thế này thì các con sẽ có các giám thị trông thi, một người bạn hỗ trợ, và có một cái yêu cầu rất là đặc biệt, đó là các bạn thí sinh hỗ trợ này thì bắt buộc sẽ phải học các lớp dưới cùng trường, và hai bạn sẽ không được trao đổi trong suốt quá trình dự thi, và sẽ có một thiết bị ghi âm để thu lại quá trình thi của các con trong suốt 120 phút với bài môn văn và các môn khác cũng như thế luôn. Và thiết bị ghi âm này thì sẽ được lưu trữ trong vòng 3 năm. Đó là một vài những thông tin cho tất cả các quý bậc phụ huynh cũng như là quý vị khán giả theo dõi live stream ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ cố gắng để có thể là kết nối được với bạn thí sinh này khi mà con hoàn thành xong bài thi môn văn trong một vài phút nữa thôi thưa quý vị. Vì vậy thì hãy theo dõi live stream đừng rời mắt nhé, bởi vì tôi cũng rất là muốn nóng lòng để cập nhật xem là các con thi như thế nào. Thực sự thì ở đây bên cạnh cái sự căng thẳng của các bạn thí sinh, tôi nghĩ rằng có thêm rất là nhiều những cái sự căng thẳng không nói thành lời được của các bậc phụ huynh ạ. Tất nhiên rồi, năm nào cũng thế, bên cạnh các bạn thí sinh, các bạn lo 1 thì các bậc phụ huynh cũng sẽ lo 10. Và quý vị có thể thấy ạ, vâng xin nhờ anh quay phim một chút. Đây, ở bên này thì là không được đậu xe, nên là các bậc phụ huynh cũng phải đi một quãng đường rất là xa ở trên con phố Nguyễn Trường Tộ này để có thể gửi xe và đợi con từ sáng đến bây giờ. Và thưa trường quay thân mến, tôi có một món quà đặc biệt muốn gửi tới trường quay và xin được gửi tới chuyên gia ngày hôm nay, đó chính là anh Cường ạ. Vâng, xin được chào chị Huệ. Xin lời chào anh Cường ạ, và đây chính là chị Minh Huệ, cũng là một phụ huynh của một em học sinh thí sinh năm nay, cũng thi tại điểm trường trung học cơ sở Nguyễn Công Trứ. Và điều đặc biệt đó là gì thì bây giờ chị có thể là gửi một lời chào đến anh Cường, quý vị khán giả không ạ? Mình đây có con thi ở điểm thi trường Nguyễn Công Trứ này, cũng thật là... Dạ vâng, bây giờ... Vì... cũng xin gửi đến trường quay cũng như là ông xã là anh Phạm Hữu Cường đang có mặt tại trường quay và toàn bộ khán giả cũng như cha mẹ học sinh đang đồng hành với các con thì thi vào 9 vào 10 này.
Dạ vâng ạ. Thì thực sự là ngày hôm nay đây là một sự tình cờ nha quý vị. Chúng tôi không hề sắp xếp ạ. Đó là trong lúc mà tôi có hỏi han trò chuyện với các bậc phụ huynh đang đợi con, thì tôi có tình cờ gặp được chị Huệ và cũng biết được rằng là chị Huệ thì là bà xã của anh Cường. Và ngày hôm nay thì cháu nhà mình cũng đang thi tại điểm thi này đúng không ạ? Thì chị có thể chia sẻ là mình đến đây từ lúc mấy giờ? Sáng nay thì hai mẹ con đi thì lúc từ nhà là 6:10 lên đến đây cho con ăn sáng ở gần điểm thi. Tầm khoảng 6:35 là đã xong. Sau đấy thì di chuyển đến về điểm thi. Nói chung là cũng khá thuận lợi, thời tiết rồi mọi cái, đường đi đều rất là thuận lợi. Bước đầu là cũng cảm thấy là cũng hài lòng rồi đúng không chị? Bây giờ chị đang cảm thấy như thế nào khi mà chỉ còn khoảng mấy phút nữa thôi ạ? Đây là 9:58 rồi ạ. Chung không riêng gì mình thì tất cả các phụ huynh toàn thành phố Hà Nội hiện nay thì cũng đang rất là hồi hộp và mong ngóng chờ các con ra. Và em cảm ơn chị và em nghĩ rằng là đây là cái cảm xúc chung không chỉ là của riêng chị Huệ, anh Cường hay là mà là của chung tất cả các bậc phụ huynh. Và chúng tôi cũng đang rất là nóng lòng trong những phút cuối cùng và chúng tôi sẽ quay trở lại sau ít phút nữa khi mà các bạn thí sinh đã hoàn thành xong bài thi này ạ. Xin trở lại trường quay. Vâng, anh Cường ạ, khi nhìn hình ảnh rồi anh thấy sao ạ? Có làm anh lo lắng hơn không hay là có cảm xúc gì ạ? Thực ra thì khi mà nhìn thấy người thân của mình thì bao giờ cũng cảm thấy rất là vui sướng và cũng hồi hộp. Tôi thì bận việc nên không thể đưa cháu đi thi được, nhưng mà có mẹ cháu đưa đi thi thì tôi hoàn toàn yên tâm. Vâng, hai vợ chồng đều đang dõi theo, chỉ là ở một không gian khác thôi không ạ, nhưng mục tiêu thì vẫn là một. Còn trên fanspace của chúng tôi lúc này thì có rất nhiều những lời dự đoán. Khán giả Mộc Trà thì đưa ra một đáp án khác so với những bốn phương án mà chúng tôi đưa ra, đó chính là tác phẩm Làng của nhà văn Kim Lân. Thế nhưng anh Cường ạ, cũng có rất nhiều những khán giả đã đưa trùng đáp án như là anh dự đoán, đó chính là bài Bếp Lửa. Chúng ta cũng không đang rất hồi hộp là không biết là có phải Bếp Lửa hay không. Còn có cũng khán giả thì dự đoán là trong hộp bí mật của tôi ạ, là đề thi. Là tôi sẽ bật mí với quý vị sau. Bởi vì vâng, thưa quý vị, còn khán giả Nguyễn Khánh Ly ạ thì nói rằng là thi vào lớp 10 còn khó khăn hơn cả thi đại học, và đây cũng chính là điều mà chúng tôi đang muốn nói tới. Thưa quý vị, trong quá trình tìm hiểu về câu chuyện thi từ lớp 9 đến lớp 10, tôi cũng có đọc qua và thấy được những bài báo thế này, và đó là những tít báo vô cùng ấn tượng ạ. Có lẽ xin nhờ trường quay ạ, hãy đưa những tít báo đấy lên giúp tôi được không ạ? Để nói về tâm trạng của phụ huynh và học sinh trong những ngày thi từ lớp 9 lên lớp 10 thì trên báo Lao Động có giật tít là thi vào lớp 10 căng thẳng hơn thi đại học, phụ huynh đứng ngồi không yên. Có lẽ là đang có một chút lỗi kỹ thuật khiến quý vị không thể nhìn rõ được đề tít báo này của chúng tôi ạ. Còn trên trang Dân Việt ạ, nếu nhìn từ góc độ học sinh thì vâng đây ạ, đây chính là từ tít báo trên báo Lao Động, thi lớp 10 căng thẳng hơn cả thi đại học, phụ huynh đứng ngồi không yên. Còn trên trang Dân Việt thì có nói rằng học sinh Hà Nội thi vào lớp 10. Em thấy đây là một cuộc chiến chứ không còn là một cuộc thi bình thường nữa. Rõ ràng là chẳng một cuộc thi nào dễ dàng cả, cũng giống như sau này khi chúng ta đi xin việc mà thôi, tỷ lệ chọi là có và mọi thứ đều diễn ra vô cùng căng thẳng. Vậy phải chăng biến một cuộc thi lớp 10 mang cảm giác như là một cuộc chiến là cách để giúp cho các em sau này khi trưởng thành hơn, đỡ bỡ ngỡ hơn thì sao? Cái đó thì tôi cũng không rõ nữa. Và để giải thích cho việc là vì sao lại áp lực đến như vậy, vì sao phụ huynh và học sinh lại căng thẳng hơn đến như vậy, thì gần như đây chính là những câu trả lời. Trên trang Vietnamnet thì có ghi rằng tỷ lệ chọi thi lớp 10 Hà Nội nghẹt thở, phụ huynh chi tiền triệu cho con để luyện 4K một ngày. Thưa quý vị, năm nay có hơn 105.000 sĩ tử ở Hà Nội tham gia cuộc thi từ lớp 9 lên lớp 10 và chỉ tiêu là hơn 77.000 học sinh. Vâng, thưa quý vị, hãy cùng để ý đến con số này, hơn 105.000 sĩ tử thi từ lớp 9 đến lớp 10, thế nhưng chỉ tiêu chỉ là 77.000 mà thôi. Có nghĩa là chỉ có hơn 60% học sinh, có hơn 70% thí sinh có khả năng đỗ vào các trường công lập. Đấy là chúng ta còn chưa bàn tới hệ thống các trường ạ. Vâng, và xin mời trường quay cho chúng tôi biết là số lượng hệ thống các trường, các cấp học tại Hà Nội. Ở tiểu học chúng ta có 716 trường công lập, lên cấp 2 hệ thống trung học cơ sở có 613 trường công lập. Nhưng quý vị hãy cùng chú ý vào con số này ạ. Ở hệ thống trung học phổ thông chỉ có 127 trường công lập mà thôi. Và theo một lẽ thường tình, theo tìm hiểu vài năm nay chúng ta cũng đã thấy rằng hầu như nguyện vọng của phụ huynh và học sinh đều tập trung ở các trường
tại vùng lõi, mà các ở vùng lõi thì trong hơn chục năm qua chưa có thêm bất cứ một trường trung học phổ thông mới nào. Và điều đó cũng vô hình đã tạo nên sức nóng của chính kỳ thi, chính tốc độ đô thị hóa, chính quá trình di dân đã khiến cho việc lựa chọn và các trường của các em trở nên chỉ tiêu căng thẳng hơn. Còn bây giờ thì hẳn quý vị cũng đang rất tò mò xem trong hộp quà bí mật này là gì. Và anh Cường có đoán được rằng trong hộp quà này sẽ là gì không ạ? Tôi đoán rằng là trong hộp quà này khả năng thứ nhất là có quà. Và thứ hai thì có thể là đề mà các con vừa thi. Cũng có thể là một cái hệ thống câu hỏi về các môn thi nào đó. Trong hộp quà có quà, thế nhưng quà này có dành tặng cho các sĩ tử không? Và các sĩ tử có vui không khi nhận món quà này thì tôi cũng không dám chắc đâu ạ. Bây giờ tôi sẽ mở hộp quà này ạ. Vâng, thưa quý vị, trong hộp quà này thì tôi bốc được một tờ là lịch sử. Và lịch sử cũng chính là môn thi thứ tư của các học sinh từ lớp 9 lên lớp 10 ở thủ đô Hà Nội vào năm 2021. Và hộp quà này cũng để chính minh họa cho việc là lựa chọn môn thi thứ tư tại Hà Nội, bởi thưa quý vị, theo thông lệ hàng năm thì ngoài 3 môn chắc chắn là toán, văn và ngoại ngữ thì vào tháng 3 hàng năm, tức là khoảng 2 tháng trước mỗi kỳ thi thì chúng ta được biết thêm môn thi thứ tư sẽ là gì. Và môn thi thứ tư này được lựa chọn từ các môn là hóa học, sinh học, lịch sử, địa lý và giáo dục công dân. Còn 3 kỳ thi trở lại đây thì hẳn là phụ huynh học sinh và cả các em sĩ tử nữa đều muốn nói rằng ơn rồi. Với môn thi thứ tư là không có. Tuy nhiên thì không có thì cũng không có nghĩa là sẽ bỏ. Và hẳn là rất nhiều những em học sinh từ lớp 8 lên lớp 9 năm nay đều đang tích cực xin vía các anh sĩ tử năm nay để hy vọng rằng là mình cũng sẽ được may mắn như vậy. Còn anh Cường thì sao? Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phóng viên Phương Trinh của chúng tôi, đến với một trong những ngôi trường mà luôn có tỷ lệ chọi cao nhất của thủ đô, đó là trường Trung học Phổ thông Chu Văn An ạ. Xin chào chị Phương Trinh ạ. Vâng, thưa quý vị, hiện tại tôi đang có mặt tại điểm thi Chu Văn An và không khí ở đây đang nóng theo từng giây ạ. Cánh cổng trường vừa mới mở và đã có những bạn thí sinh đầu tiên ra, và đây chính là cô gái đầu tiên bước ra khỏi cổng trường Chu Văn An ạ. Xin chào em, chắc đầu tiên em sẽ giới thiệu nhanh về tên của mình và cái nguyện vọng một của em có phải là trường Chu Văn An hay không? Vâng ạ, em xin tới thì em tên là Đặng Phương Thảo và nguyện vọng một của em là Chu Văn An ạ. Thế ngày hôm nay thì đề thi văn của mình là vào tác phẩm nào, cho mọi người đều đang rất mong chờ để được em công bố đấy? Vào tác phẩm Đồng Chí ạ. Vào Đồng Chí Chính Hữu ạ. Thế không biết là em làm bài thi ngày hôm nay như thế nào, cảm thấy tốt không nào? Em cảm thấy khá ổn ạ, tại vì em cũng đoán trúng tác phẩm Đồng Chí nên là em cũng ôn qua rồi. Và em cảm nhận là mình sẽ được khoảng bao nhiêu điểm này? Tự tin thì cho tầm 8 ạ. Em có mang đề ra ngoài này không? Có ạ. Cho chị xin chiếc đề của mình nhá. Cho chị mượn tạm một chút sau chị sẽ trả nhá. Quý vị thân mến, hiện tại thì tôi đang có mặt. Cảm ơn em rất là nhiều. Hiện tại trên tay tôi thì chính là đề thi môn ngữ văn ạ. Vâng ạ, đề thi môn ngữ văn ngày hôm nay thì có rất là nhiều những câu hỏi. Và ngay đằng sau lưng tôi thì đang có rất nhiều các bạn đi ra khỏi phòng thi với rất nhiều những cái tâm trạng và cảm xúc khác nhau. Vâng, ở đây thì tôi thấy có bài thơ chính của tác giả Chính Hữu, bài thơ Đồng Chí ạ. Và còn rất là nhiều những câu hỏi khác nhau nữa. Thì tôi đã thấy một bạn ấy rất là phấn khích khi mà bước ra khỏi phòng thi. Xin chào em, thấy em vỗ tay rất là vui khi mà bước ra khỏi phòng thi. Không biết là mình làm bài nào, chắc làm bài cũng tốt đúng không? Em đối với em thì cái bài văn này cũng khá là ổn với em rồi. Khá là ổn. Vâng, em đã ôn trước đấy rồi, nhưng mà không phải gọi là ôn quá kỹ ạ. Gọi là cũng ổn thôi ạ. Cũng ổn. Thế em thấy tự tin nhất là với cái câu nào ở trong đề thi này? Em nghĩ tự tin nhất là câu nghị luận văn học ạ, cái câu viết đoạn văn ấy chị. Tức là cái câu đấy thì là vào cái phần em đã ôn rồi. Còn nghị luận văn học là câu nào này? Cái câu 4 này ạ. Câu 4, viết một đoạn văn khoảng 15 câu theo lập luận quy nạp làm rõ hình ảnh người lính ở 8 dòng thơ dưới đây, trong đó có sử dụng hình phần tình thái và thán từ gạch dưới. Là bài thơ này là cái đoạn này là em tự tin là mình làm rất là tốt. Vâng, em đã ôn bài này rồi nên là em có thể làm được ạ. Em tự tin là mình có thể làm được bài này. Em tự tin như thế thì mình có đoán được là mình sẽ được bao nhiêu điểm không? Theo em thì em cũng không đoán được, tại vì thứ nhất là em có một cái câu là nói trước bước không qua ấy chị, nên là em cũng không dám đoán một cái gì cả về cái bài thi này ạ. Vâng. Rồi, cảm ơn em rất là nhiều, mong là em sẽ có kết quả thật là tốt và thi tốt trong 2 môn thi tiếp theo. Vâng ạ. Tôi xin phép được đọc đề ngày hôm nay, đó chính là phần 1 thì sẽ có câu 6,5 điểm. Đồng Chí của Chính Hữu là một trong những tác phẩm tiêu biểu viết về người lính cách mạng thời kháng chiến chống Pháp. Câu 1, 1 điểm, bài thơ Đồng Chí được viết theo thể thơ nào?
kể tên một văn bản khác trong chương trình ngữ văn 9 cũng được viết theo thể thơ đó và ghi rõ tên tác giả. Câu 2 là hãy chỉ rõ những cặp hình ảnh tương ứng tạo nên sự sóng đôi giữa hai dòng thơ sau và cho biết sự sóng đôi ấy mang lại hiệu quả nghệ thuật như thế nào ạ. Quê hương anh nước mặn đồng chua, làng tôi nghèo, đất kè lên sỏi đá. Câu 3, thực sự là đề thi khá là dài đấy ạ. Câu 3, nêu giá trị biểu đạt của từ đôi trong dòng thơ anh với tôi, đôi người xa lạ. Và câu 4, như tôi vừa đọc lúc nãy, đấy là viết một đoạn văn khoảng 15 câu theo lập luận quy nạp, làm rõ hình ảnh người lính ở 8 dòng thơ dưới đây. Trong đó có sử dụng thành phần tình thái và thán từ cạnh dưới. Thích rõ một thành phần tình thái và một thán từ: áo anh rách vai, quần tôi có vài mảnh vá, miệng cười buốt giá, chân không giày, thương nhau tay làm lấy bàn tay, đêm nay rừng hoang sương muối, đứng cạnh bên nhau, chờ giặc tới đầu súng trăng treo ạ. Vâng, đề thi phần 1 khá là dài và phần thi 2 thì sẽ có 3,5 điểm. Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu. Chàng thanh niên, nhu cầu được người mình yêu quý thừa nhận, được những người gần gũi mình chấp nhận là nhu cầu tự nhiên. Triết gia, cậu đang ngộ nhận rồi, nghe này, chúng tôi không sống để đáp ứng mong đợi của người khác. Chàng thanh niên nói lại là thầy nói sao cơ. Triết gia, tôi không sống để đáp ứng mong đợi của người khác, tôi cũng không sống để đáp ứng mong đợi của người khác. Chúng ta không cần đáp ứng những mong đợi của người khác. Chàng thanh niên, không, quan điểm này thì quá là vị kỷ, thầy đang bảo tôi cứ sống ích kỷ, chỉ nghĩ đến mình sao. Triết gia, nhu cầu được người khác thừa nhận, suốt đời để ý đánh giá của người khác, cuối cùng sẽ thành ra sống cuộc đời của người khác. Dẫn theo cuốn sách Dám Bị Ghét ạ. Và câu 1 thì hãy xác định một phép liên kết trong những câu văn được in nghiêng ở đoạn trích trên và chỉ rõ từ dùng làm phương tiện liên kết. Câu 2 là theo em có ích kỷ không nếu chúng ta không sống để đáp ứng mong cầu của người khác thì sao. Và câu 3 là câu cuối cùng ạ. Từ đoạn trích trên kết hợp với hiểu biết xã hội, em hãy viết một đoạn văn nghị luận khoảng 2/3 trang giấy thi để trả lời câu hỏi. Ứng xử nào vừa mong đợi của những người thân yêu đối với chúng ta. Vâng ạ, tôi vừa mới đọc xong đề rất là dài của ngữ văn. Và bây giờ thì các bạn thí sinh của kỳ thi lớp 10 tại trường Chu Văn An đã ra rất là nhiều rồi ạ. Vâng ạ, xin mời trở lại trường quay ạ. Vâng ạ, thầy Cường ơi, đề thi năm nay là về bài Đồng Chí Con Gái Thầy Có Trúng Tủ không ạ? Thực ra thì con gái tôi cũng như là các học sinh khác thì tôi nghĩ rằng là chắc là khả năng là không trúng tủ. Vì hơn nữa là chúng tôi bao giờ cũng nhắc các con là không nên học tủ, mà cố gắng là có thể rèn luyện các cái kỹ năng và phương pháp làm bài một cách thật tốt để từ đó mình có thể giải quyết được tất cả mọi tình huống mà đề có thể đặt ra. Con không trúng tủ thì bây giờ tâm trạng thầy ra sao ạ? Thực ra thì tâm trạng tôi thì cũng một mặt thì cũng lo lắng, nhưng mặt thứ hai thì cũng vẫn tin rằng là con sẽ làm bài tốt. Và bên cạnh đó thì cái điều quan trọng nhất là buổi thi môn văn đã hoàn thành xong rồi. Bây giờ các con hãy cố gắng để tập trung, có thể nghỉ ngơi và tập trung tốt nhất cho kỳ thi, cho các cái bài thi môn tiếp theo, đặc biệt là bài thi môn chiều nay chẳng hạn. Vâng, tôi nghĩ đó chính là điều mà các sĩ tử cần phải nghe ngay bây giờ. Mọi thứ đã qua rồi, cần phải tập trung để sẵn sàng vào những môn khác. Và chúng ta sẽ cùng xem là ở điểm cầu Trung học cơ sở Nguyễn Công Trứ, nơi mà con gái của thầy Cường đang thi thì sao ạ? Xin mời phóng viên Diện Đàm ạ, có thể gửi cho chúng tôi hình ảnh này không ạ? Vâng, thưa quý vị, tại điểm cầu trường Trung học cơ sở Nguyễn Công Trứ thì đang bắt đầu có những thí sinh đi ra rồi ạ. Và quý vị có để ý không, dù ở trường Trung học phổ thông Chu Văn An hay ở trường Trung học cơ sở Nguyễn Công Trứ, mỗi thí sinh đi ra đều được đón bằng những tràng vỗ tay. Những tràng vỗ tay, những tiếng chúc mừng cho các thí sinh vì đã vượt qua được môn thi đầu tiên của kỳ thi Trung học phổ thông từ lớp 9 đến lớp 10, đó chính là môn ngữ văn. Mọi khó khăn cũng đã qua rồi. Giờ thì hãy về nhà thôi, nơi bố mẹ em, các em đang chờ ở ngoài cổng trường. Chúng ta sẽ cùng nghỉ ngơi thật tốt để có thể chiều và cả ngày mai nữa có thể vượt qua được kỳ thi này. Ánh mắt các em đang ngóng nhìn bố mẹ và chắc chắn rồi, bố mẹ các em cũng đang rất mong chờ được đón đứa con thân yêu của mình. Mà dù vẫn biết là kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội có tỷ lệ chọi rất cao, thế nhưng điều quan trọng nhất vẫn là các em cần phải thoải mái. Và bây giờ chúng ta có rất nhiều những lựa chọn khác, những hướng đi khác. Và anh Cường ơi, nhìn các em học sinh như vậy, nhìn tâm trạng các em như vậy, tự nhiên tôi nhớ đến bài thơ Nói Với Con ạ. Chân phải bước tới cha, chân trái bước tới mẹ, một bước chạm tiếng nói, hai bước tới tiếng cười. Hãy về với cha mẹ thôi, phải không ạ? Hãy về với nơi giúp cho mình an yên để có thể có được một tâm lý tốt nhất để hoàn thành được bài thi. Và chúng ta sẽ cùng quay trở lại với điểm cầu của trường Trung học cơ sở Nguyễn Công Trứ sau ạ. Và tôi biết lúc này anh Cường vẫn đang rất hồi hộp ạ. Bởi vì không biết là kết quả của con mình ra sao. Thế còn anh đánh giá thế nào về đề thi năm nay ạ?
Theo tôi thì đề thi tuyển sinh vào 10 môn ngữ văn của Hà Nội năm nay vẫn là một đề theo đúng cái cấu trúc truyền thống và vẫn đúng theo cái đề minh họa mà Sở Dục Đào tạo đã công bố. Cũng xin lưu ý rằng là từ trước đến nay thì Sở hầu như không công bố các cái đề minh họa, nhưng năm nay thì lại công bố đề minh họa. Và cấu trúc của đề thi thì không thay đổi so với lại đề minh họa, cũng vẫn cái số họa, lượng câu như vậy. Vâng. Thứ hai là tôi cho rằng là cái đề thi về là một đề tương đối cơ bản, nhưng vẫn có thể đáp ứng được cái yêu cầu tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông, bởi vì nó vẫn có những cái câu hỏi có thể phân hóa trình độ thí sinh. Chúng ta cũng lưu ý rằng đề thi này hoàn toàn không phải nhằm đánh giá tốt nghiệp, vì rằng là các con đã tốt nghiệp rồi. Và đây là làm sao để lựa chọn được những thí sinh có năng lực để từ đó có thể vào được các trường công lập của thành phố Hà Nội. Vâng, và trên hình ảnh của chúng tôi bây giờ lúc này chính là đề thi lớp 10 của môn ngữ văn tại thủ đô Hà Nội ạ. Và có lẽ là xin mời ekip trong trường quay có thể giúp chúng tôi đưa một tờ đề thi vào đây được không ạ? Ngay lập tức ạ, chúng ta hãy cùng nhờ thầy Cường ạ. Nhờ thầy Cường đưa ra những lời gợi ý ạ để làm được đề thi năm nay. Vâng, đề thi lúc này đã có trên màn hình ạ. Vâng ạ, thầy Cường ạ, thầy có thể nhìn đề thi năm nay ạ và có thể đưa chúng tôi được những lời gợi ý không ạ? Thực ra thì theo tôi thì đề thi chúng ta bắt đầu từ câu 1 được không ạ? Vâng. Bài thơ đồng chí được viết theo thể thơ nào ạ? Hãy kể tên một bài thơ khác trong chương trình ngữ văn 9 cũng được viết theo thể thơ đó và ghi tên tác giả. Vâng ạ, xin mời anh đưa ra gợi ý ạ, bài thơ đồng chí được viết theo thể thơ nào ạ? Tôi nghĩ rằng đây là câu hỏi rất là cơ bản và tất cả các con đều có thể trả lời được, đó là thể thơ tự do. Vâng ạ. Bởi vì là cái số lượng câu dài ngắn khác nhau, số lượng các câu trong một khổ khác nhau và cái việc gieo vần cũng hết sức mới mẻ. Ngoài ra thì tên của một số bài thơ trong chương trình ngữ văn 9 ạ. Một những cái bài thơ viết theo thể thơ tự do mà trong chương trình ngữ văn 9 thì có thể tôi nghĩ là trước hết là các con sẽ nghĩ đến Nói với con. Rồi là Bếp lửa. Đấy là những cái bài thơ mà có thể thấy rất là rõ về cái thể thơ tự do. Vâng ạ, đó chính là thể thơ tự do. Và không biết là các cũng như thầy Cường chia sẻ thì đó là một cái câu hỏi rất là cơ bản. Đấy, còn câu hỏi thứ hai ạ, hãy chỉ ra cặp hình tượng tương ứng tạo nên sự sóng đôi giữa hai dòng thơ sau và cho biết là sự sóng đôi ấy mang lại hiệu quả nghệ thuật như thế nào. Quê hương anh nước mặn đồng chua, làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá. Vâng, thưa thầy Cường, đâu là cặp hình ảnh tương ứng để tạo nên sự sóng đôi ạ? Ở đây thì có hai cặp hình ảnh tương ứng. Cặp thứ nhất là cặp mà anh và tôi. Cặp thứ hai là cặp mà hoặc là cũng có thể các em con có thể liệt kê là quê hương anh và làng tôi. Đấy là những cái cặp hình ảnh có thể sóng đôi. Bên cạnh đó thì cũng có thể chú ý là nước mặn đồng chua với lại cày lên sỏi đá. Bởi vì đây nó là những cái vùng quê khác nhau, thuộc về những cái miền đất khác nhau. Có người thì là ở vùng Trung Du, đồi núi đấy, và có người thì ở vùng đồng lầy, gần ven biển, đất nhiễm mặn, nhiễm phèn. Vâng, cho nên là có thể dùng đến hai cặp hình ảnh. Và đề thi môn ngữ văn năm nay có thời gian là 120 phút. Vậy thì nhìn một đề thi dài thế này thì theo anh đâu là câu mà chúng ta cần phải tập trung nhiều thời gian nhất ạ? Thực ra những cái câu mà cần phải tập trung nhiều thời gian nhất trong đề thi môn ngữ văn của Sở Dục Đào tạo Hà Nội thì tất nhiên phải là các câu viết đoạn văn. Đó là các câu cũng có điểm nhiều hơn và cần phải có một cái dung lượng thời gian đầu tư cho nó nhiều hơn. Chắc chắn đấy sẽ là cái câu thứ 3 của phần 1 là cái câu viết đoạn văn 15 câu. Cũng lưu ý là trước đây thì là trước khi có đề minh họa thì là các con thường hay được luyện là viết đoạn văn 12 câu. Còn là khi có đề minh họa thì là các con sẽ được luyện viết đoạn văn 15 câu. Tức là dài hơn một chút. Dường như việc công bố đề minh họa cũng giúp các em đỡ mông lung hơn trong việc làm bài thi phải không ạ? Dạ, ngay bây giờ chúng tôi đã có hình ảnh từ điểm cầu của trường Trung học cơ sở Nguyễn Công Trứ với phóng viên Diện Đàm ạ. Vâng, chị Diện Đàm ơi, không khí tại điểm cầu của trường Trung học cơ sở Nguyễn Công Trứ lúc này ra sao ạ? Chúng tôi cũng đã nhìn thấy có những em học sinh ra rồi ạ. Vâng. Dạ vâng ạ, xin chào chị Ngọc Anh, xin chào anh Cường cũng như là tất cả quý vị khán giả, tôi đã quay trở lại rồi đây. Và như quý vị có thể thấy thì tiếng trống đã đánh và bây giờ thì tất cả các bạn thí sinh tại điểm thi của trường Trung học cơ sở Nguyễn Công Trứ vâng ạ.
Vâng, như quý vị có thể thấy là có một bạn thí sinh cũng vừa mới ra và các bậc phụ huynh thực sự rất là vui khi mà thấy những đứa con của mình hoàn thành xong bài thi đầu tiên. Và đây là một nhân vật đặc biệt mà tôi cũng vừa mới có dịp gặp bạn ấy, đúng không ạ? Như tôi đã hứa hẹn, trước tiên là chúc mừng em đã hoàn thành xong bài thi nhá. Thế nhưng mà bạn thì không phải là thí sinh học lớp 9 năm nay thi vào công lập, mà bạn ý là một thí sinh, một người bạn đồng hành cùng với cả bạn thí sinh năm nay là có vấn đề là cái thương ở cánh tay phải. Đầu tiên thì cho chị hỏi một tí là kết quả làm bài như thế nào rồi nhỉ? Hai bạn hợp tác như thế nào rồi? Em thấy là kết quả làm bài khá tốt ạ. Em làm xong thì vẫn còn thừa đến khoảng 10 phút. Vâng ạ, nếu như tiếng la hét vừa rồi của các bạn thí sinh làm cho quý vị không nghe rõ thì tôi xin được cập nhật lại, đó là hai bạn thí sinh đồng hành cùng với nhau và sau khi hoàn thành xong bài thi môn văn thì các bạn vẫn còn 10 phút nữa thưa quý vị. Vậy thì bạn thí sinh ngày hôm nay đó chính là bạn Đức đúng không? Bạn Đức thì mẹ cần phải đón về nhà cho nên là bây giờ thì tôi chỉ có thể là hỏi qua người đồng đội thôi. Năm nay em học lớp mấy nhỉ? Năm nay em lớp 7 ạ. Năm nay em lên lớp 8. Em học kiến thức chương trình lớp 7. Ok, năm nay lên lớp 8 đúng không? Vậy thì ngày hôm nay khi mà được đồng hành cùng với anh Đức để tham gia kỳ thi này thì hai người đã phối hợp với nhau như thế nào? Các em mất khoảng bao lâu để có thể là tập luyện trước? Em mất khoảng 2 tuần để tập luyện cũng như là để có thể cùng ăn ý với nhau trong cái việc làm bài thi. Và khi mà làm bài thi thì em thấy là nó khá là nhuần nhuyễn, không phải gặp cái vấn đề gì nó quá lớn khi mà làm bài thi. Ok, như quý vị có thể thấy thì đây là tờ giấy nhá mà tôi vừa mượn các bạn viết ra đây rất là rõ ràng đây. Đàn ý từng câu này, đó, chữ cũng rất là đẹp đúng không ạ? Môn văn có phải là môn thế mạnh của em không? Cũng là một môn thế mạnh của em. Em khá là tự tin với môn văn. Thật sự tôi rất là thắc mắc, thưa quý vị, không biết là quý vị có thắc mắc giống như tôi hay không, bởi vì là bình thường khi mà chúng ta viết văn thì cũng đã rất là mất thời gian rồi, mà bây giờ còn phải đọc để viết lại nữa, thì không biết là hôm nay hai bạn viết khoảng mấy tờ nhỉ? Khoảng 4 mặt rưỡi, tức là hơn một tờ giấy thi. Anh Đức có chia sẻ với em là đồng chí có phải là một bài trúng tủ của anh đấy không? Anh chia sẻ là anh cũng đã có ôn qua rồi, nhưng mà cũng không phải là một bài anh ôn kỹ nhất. Thật ra thì tôi nghĩ rằng là trong cái rủi có cái may, ngày hôm nay thì người bạn của chúng ta, người bạn đồng hành cũng có dịp, mặc dù là năm nay lên lớp 8 thôi, nhưng mà em đã có dịp để trải nghiệm trước một chút cái cảm giác của kỳ thi vào 10 đúng không? Và em có nghĩ rằng đây cũng sẽ là một cái trải nghiệm rất là ý nghĩa để mà chúng ta có thêm kinh nghiệm trong những kỳ thi năm sau không? Có ạ, vì qua cái này em cũng có thể hiểu hơn về cái kỳ thi này và cũng có thể có một cái sự chuẩn bị kỹ càng hơn khi mà đến lượt mình. Ok rồi, xin được cảm ơn đồng chí và chúc em là trong chiều ngày hôm nay và ngày mai là sẽ cố gắng nhá cùng với anh Đức để hoàn thành tốt bài thi. Em cảm ơn chị. Vâng, thưa quý vị, đây là một câu chuyện rất là ý nghĩa trong mùa thi năm nay. Ngoài ra thì cũng có thêm rất là nhiều câu chuyện nữa. Tôi rất là muốn xin phép trường quay là nếu như có thể thì sẽ phỏng vấn thêm một người bạn nữa cũng có một câu chuyện trong ngày thi ngày hôm nay ạ. Em giới thiệu bản thân ta nhá. Em là Võ Trí Dũng ạ, trường Thanh Xuân ạ. Trường Thanh Xuân. Năm nay em đặt nguyện vọng vào trường nào nhỉ? Em đặt trường Kim Liên ạ. Ok, ngày hôm nay ra bài đồng chí, vậy thì đó có phải là một bài mà như mong muốn của em không? Chuyện là đúng sáng hôm nay với cả hôm qua em ôn chuyện nên là bài này trúng tủ nhưng mà lệch ngăn chị ạ. Vâng, trúng tủ lệch ngăn đúng không? Tuy nhiên thì vẫn hoàn thành bài thi tốt chứ đúng không? Vâng ạ. Em biết được mấy tờ? Em biết được 2 tờ ạ. 2 tờ với em là nhiều hay ít ạ? Đủ dùng ạ. Ok, vậy thì với bài thi năm nay đi, với kỳ thi năm nay thì em kỳ vọng được khoảng bao nhiêu điểm? Nếu mà được thì em cũng mong em được 9 điểm ạ. 9 điểm mấy môn nhỉ? 9 điểm nhưng mà là cả 3 môn đều 9 hết ạ. 3 môn đều 9 nha thưa quý vị, mặc dù là viết 2 tờ nha, nhưng vẫn rất là tự tin và chị xin chúc cho em nhá, xin chúc cho em là sẽ hoàn thành tốt nha. Vâng. Vâng, như vậy thì chúng ta có thể thấy rằng là mặc dù là dù các thí sinh có ôn đúng bài thi hay không, hay là thí sinh có hơi lệch tủ một chút, thì tôi thấy rằng là vẫn rất là tự tin đúng không ạ? Mình tự tin không ạ? Tự tin ạ. Ok rồi. Vâng, và đó là một số những cái không khí hình ảnh tại điểm thi của trường Trung học cơ sở Nguyễn Công Trứ ạ. Dạ vâng, đó chính là không khí từ trường Trung học cơ sở Nguyễn Công Trứ. Tôi biết lúc này anh Cường cũng đang rất muốn thực hiện một cuộc điện thoại cho vợ mình để hỏi xem là con thi có tốt hay không, phải không ạ? Và như chúng ta đã dự đoán lúc đầu cả chúng tôi đưa ra 4 đáp án thì 4 đáp án đó đều không đúng. Điều đó để thấy là cái việc học tủ dường như là không nên, phải không? Tốt nhất là không nên đoán, và như anh cũng có chia sẻ thì bài nào cũng nên học mà thôi. Và nếu như được nói một điều với con của mình, và lúc này thì anh sẽ nói điều gì ạ? Tôi nghĩ rằng là tôi muốn nói với lại con gái rằng là con đã cố gắng hết sức để có thể thi, và chắc chắn là bài làm có thể là sẽ phù hợp với lại kỳ vọng của con cũng như của các thầy các cô cũng như của bố mẹ. Nhưng nếu như mà kết quả nó chưa được mong muốn
thì cũng không có gì quá buồn phiền. Hãy cố gắng để có thể tập trung cho các môn thi trước mắt. Ngoài ra nữa thì chúng ta vẫn có thể có nhiều con đường khác để lựa chọn, chứ không nhất thiết là có thể phải học một trường công lập ạ. Vâng, mọi thứ cũng sẽ cứ thoải mái đi, phải không ạ? Và chúng ta sẽ cùng quay trở lại với điểm cầu của trường trung học cơ sở Nguyễn Công Trứ. Hôm nay chị Diện có rất nhiều những câu chuyện để kể ở trường trung học cơ sở Nguyễn Công Trứ, phải không ạ? Thôi, cứ bảo đi, cứ bảo đi, mày mà chơi mà. Nhận các xe, mọi người hợp tác đi. Đứng ở đây, đứng ở đây. Thế thôi. Dạ. Mấy chị Diện của chúng tôi đang trò chuyện được với ai đây ạ? Chào trường quay một lần nữa, thì thực sự là tôi đang rất là xúc động khi mà cảm giác như là được hòa mình cùng với các bạn thí sinh để một lần nữa thi vào 10 vậy. Và đây chính là món quà một lần nữa tôi xin được gửi tới một vị khách mời của trường quay, đó chính là anh Cường. Đây chính là cô con gái Diệu tại nhà anh Cường và chị Diệu. Bây giờ thì em có thể chia sẻ một chút cảm xúc khi mà thi xong phần thi đầu tiên không? Em thấy hồi hộp ạ, với cả là rất là vui khi mà thi xong văn rồi. Và bây giờ từ phía trường quay thì không biết là anh Cường có muốn gửi một lời chào đến con gái của mình cũng như là tất cả các bạn cùng lớp của bạn ấy không ạ? Vâng, xin gửi đến con gái tất cả cái tình yêu thương và sự lo lắng của ba mẹ. Ba mong rằng là con đã thực hiện tốt cái bài thi môn văn vừa rồi và hãy cố gắng để có thể thi tốt những bài thi tiếp theo để từ đó đạt kết quả tốt nhất. Ba cũng chúc con và tất cả các bạn trong lớp sẽ hoàn thành thật là xuất sắc cái kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay. Đây là một thử thách đầu tiên trong cuộc đời, nhưng chính những thử thách như vậy sẽ giúp các con ngày càng mạnh mẽ hơn, vững vàng hơn và có thể trưởng thành hơn trong cuộc sống. Vâng, và không biết là bạn ấy có nghe được lời chúc của cha của mình không ạ, thưa chị Diện Đàm? Dạ vâng, tôi xin phép là sẽ hỏi qua một chút các bạn ý. Vừa rồi thì chú Cường có gửi lời chúc đến tất cả các bạn cũng như là con gái của mình, đó chính là bạn Khánh Chi đúng không? Hôm nay thì các bạn làm bài thi văn thì các bạn cảm thấy thế nào? Em viết được mấy tờ? Em viết được một tờ, nhưng mà em cảm thấy là thi văn không hồi hộp bằng việc đứng ở đây với chị vừa đấy ạ. Hôm nay thi vào bài đồng chí, vậy thì đó có phải là bài tủ của mấy đứa không? Không ạ. Không ạ. Em ôn bài gì? Em ôn hết ạ. Em ôn hết nhưng mà không ôn tủ ạ. Em môn hết không môn tủ ạ. Em viết được mấy tờ? Em viết 2 tờ ạ. 2 tờ, chất ít nhưng mà chất là được rồi. Rồi còn các em thì sao? Em ôn hết ạ, nghĩa tân ôn hết ạ. Nghĩa tân bọn em ôn hết ạ. Ok, như vậy là ôn hết nha thưa quý vị. Các bạn năm nay thì đặt mục tiêu là khoảng bao nhiêu điểm nhỉ? Wow, 50 điểm. Em nghĩ là thủ khoa năm ngoái bao nhiêu thì em hơn được thủ khoa luôn ạ. Vâng, có vẻ như là tinh thần của các bạn thí sinh bây giờ vẫn đang rất là vui vẻ và lạc quan. Và chị hy vọng rằng là sau bài thi ngày hôm nay với sự hỗ trợ của tất cả các bậc phụ huynh đây thì các bạn sẽ có thêm tinh thần nhá. Bây giờ mình cùng hô một câu quyết tâm được không? Trong buổi chiều ngày hôm nay mình quyết tâm là mình được mấy điểm anh nhỉ? Đầu 9 thôi ạ. Ok, đầu 9 ạ. Còn các bạn thì sao? Chắc 10 nhỉ? 10. Càng cao càng tốt ạ. Bọn em thi chuyên Anh rồi, bọn em không thể nào mà được 9 được. Vâng thưa quý vị, đó là những cái mục tiêu của các bạn. Bây giờ thì hãy cùng chị hô một câu quyết tâm được không? Được. Ok nhá, chị hô nhá, 3 hay 1 nhá. Nào, 3, 2, 1. Quyết tâm. Vâng thưa quý vị, ở tại điểm thi trường Trung học cơ sở Nguyễn Công Trứ năm nay thì cũng có rất là nhiều các bạn thí sinh đặt nguyện vọng vào các trường, ví dụ như là trường Trung học phổ thông Chu Văn An hay là Trung học phổ thông Phan Đình Phùng cùng với một vài những cái trường khác. Và hy vọng là các bạn thí sinh năm nay trong buổi chiều cũng như là ngày mai thì sẽ thi thật tốt ạ. Xin trở về trường quay. Vâng, khi nghe con gái nói là và các bạn nói là ôn hết điểm thủ khoa bao nhiêu, mình còn cao hơn cả thủ khoa. Lúc này anh thấy sao, đã nhẹ lòng hơn chưa? Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Hơn nữa là cháu nhà tôi cùng với lại các con vừa rồi đều là học ở lớp 9A1, là lớp chất lượng cao của trường Trung học cơ sở Nghĩa Tân. Được các thầy các cô ở đấy đều rất là quan tâm và được ôn rất là kỹ lưỡng từ đầu đến cuối, cho nên là ngay cả tôi là bản thân là giáo viên dạy văn, nhưng mà con gái tôi cũng bảo là thôi con chỉ học cô con dạy thôi, con học không cần ba phải dạy thêm. Cho nên là các con nó rất là tự tin, được ôn tập rất là đầy đủ kỹ lưỡng, tự tin trước khi bước vào kỳ thi. Cho nên là tôi nghĩ là các con đều làm bài tương đối tốt. Và vì vậy thì lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Và đứng ở đây với chúng tôi thì cũng cảm thấy thoải mái hơn rồi, phải không ạ? Và lúc đầu tôi thấy anh cũng hơi lo lắng cho con của mình. Bây giờ thì mọi thứ cũng đã thoải mái hơn rồi. Và chúng tôi sẽ gửi tới hình ảnh tiếp tục ở hai đầu cầu của trường Trung học cơ sở Nguyễn Công Trứ và trường Trung học phổ thông Chu Văn An ở thủ đô Hà Nội ạ. Và ngay lúc đầu khi các em học sinh ra, chúng ta nghe được rất nhiều những tràng vỗ tay.
Và lúc nãy thì phóng viên của chúng tôi cũng đã phỏng vấn qua một vài bạn học sinh, mà dù từ đầu phiên livestream này chúng ta cũng đã có những phân tích về áp lực thi cử, về các em học sinh và phụ huynh ở thủ đô Hà Nội sẽ phải đối mặt với những điều gì. Thế nhưng khi mà nhìn tâm trạng các em như vậy, nhìn nụ cười như vậy và nhìn những cô hô quyết tâm như vậy, có lẽ chúng ta cũng cảm thấy thoải mái hơn, nhẹ nhàng hơn để việc học nó không trở thành áp lực quá. Bởi rõ ràng chúng ta học là cho tương lai, phải không ạ? Học cho kỹ năng của mình. Và đây chính là điểm cầu mà phóng viên của chúng tôi đang ghi lại được hình ảnh. Đây là hình ảnh tới từ trường trung học cơ sở Chu Văn An, và các em ở đội thanh niên tình nguyện cũng đã hỗ trợ rất nhiều để giúp cho các em học sinh, các em sĩ tử năm nay có thể có được kỳ thi tốt hơn. Và thưa quý vị, điều chúng tôi quan tâm lúc này đó chính là dự báo thời tiết ở thủ đô Hà Nội sẽ ra sao. Và theo như dự báo thì buổi chiều nay sau khoảng 4 đến 5 giờ thì sẽ có mưa trở lại, đêm mưa to cho đến sáng Chủ nhật. Còn ở ngày 9 tháng 6 thì mưa ngắt quãng trong buổi sáng, trưa có khoảng ngớt, nhiệt độ không quá 31 độ C, chiều tiếp tục có mưa trở lại và mưa ngắt quãng. Như vậy thì cả hai ngày thi đều có mưa vào buổi sáng và buổi tối. Và tuy nhiên chúng tôi hy vọng là trời sẽ không mưa trong quãng đường các em di chuyển đến phòng thi. Còn lúc ngồi trong phòng thi rồi thì có thể mưa một chút cũng chả sao, phải không ạ? Cho thời tiết có thể mát hơn một chút. Và thưa quý vị, như vậy là các em học sinh ở thủ đô Hà Nội đã hoàn thành xong môn thi đầu tiên của kỳ thi trung học phổ thông từ lớp 9 lên lớp 10. Giờ sáng nay đó chính là môn văn, buổi chiều nay 14 giờ các em sẽ bắt đầu thi ngoại ngữ. Vào sáng mai 8 giờ các em sẽ thi môn toán và thời lượng làm bài là 120 phút. Và cũng giống như điều mà thầy Cường luôn mong mỏi, chúc các em bình tĩnh, tự tin. Và đây cũng chỉ là một kỳ thi thôi, đây cũng chỉ là một bước kiểm tra trước khi các em bước vào một hành trình lớn thôi, phải không ạ? Mọi thứ hãy cùng thả lỏng đi, hãy cùng vui vẻ đi. Dù sáng nay có làm sao thì buổi chiều hãy giữ tinh thần và làm bài thi thật tốt. Và chúng tôi cũng muốn gửi lời chúc tới bạn Khánh Chi, con gái của thầy Cường, và chúc gia đình thầy năm nay sẽ có một kỳ thi đáp ứng được đúng nguyện vọng của mình. Và cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi phiên livestream này của chúng tôi. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt.